Xin chào mọi người, hôm nay giới thiệu một bộ phim về một người đàn ông đánh thái cực giỏi máu và xương. Câu chuyện bắt đầu từ một nhà giam, một người đàn ông dẫn theo đàn em của mình đến gây sự với nam chính Bôn. Từng người lấy hung khí ra, nhưng Bôn lại bình tĩnh nói: "Cho bọn mày 5 giây để rời đi." Nhưng bọn chúng không tin, lập tức xông lên. Bôn lập tức đỡ lấy hung khí, đập vào vai hắn rồi vật hắn xuống đất. 5 người còn lại cũng nhanh chóng bị đánh bại. Nam chính bảo hắn ta nói với mọi người trong nhà giam: "Đừng có rước họa vào thân." Cứ vậy, Bôn đã trải qua thời gian chịu phạt một cách thuận lợi, rồi rời khỏi nhà giam. Sau đó, sống trong một nhà trọ. Chủ phòng trọ là một người phụ nữ lương thiện, không có con, mà nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Ở đây các cuộc đấu võ rất thịnh hành. Tối đến có rất nhiều người đến đánh võ kiếm tiền. Cũng có người chi tiền đặt cược. Chỉ cần cược đúng, thì có thể kiếm được một mớ to. Lúc đó, một cuộc đấu võ đang diễn ra. Đàn em của Pinbon đã giành chiến thắng. Sau đó, James, thủ lĩnh khu này đến. Muốn đấu với Pinbon NBA vô địch ở đây Hammerman. Chưa từng thua một trận nào. Pinbon này biết cơ hội thắng của mình không cao, nhưng lại không dám không nhận lời. Chỉ còn cách phái đàn em ra nghênh chiến. Tên đàn em này đánh một phát vào đầu. Không ngờ đối phương không hề hấn gì, mà chân của hắn còn vô cùng đau đớn. Rõ ràng, hai người không cùng đẳng cấp. Đàn em của Pinbon bị đạp ngã ra đất. Đối phương còn dùng cách đánh ngoay thái, khiến hắn ta ngất đi. Pinbon thua tâm phục khẩu phục, phải trả 5.000 đô. Lúc hắn vào xe ngồi uống rượu, Bôn đột nhiên xuất hiện, nói muốn đánh với Hammerman. Còn nói, chỉ cần Pinbon sắp xếp cho anh ta được đánh là được. Kiếm được tiền thì chia 4 giờ 6 phút. Pinbon vừa mất đi tay đánh chủ lực, mà điều kiện Bôn đưa ra rất hợp lý, cho nên hắn ta đồng ý. Nhưng có một vấn đề là, Bôn hiện tại không có tư cách đánh với Hammerman. Phải chứng minh bản thân trước mới được. Hai người quay lại trường đấu, gặp phải đám người James. Bôn từ đầu đến cuối đều nhìn vào bạn gái James, Angela. Điều này khiến James không vừa ý. May mà James có chuyện cần xử lý, nên lập tức rời đi. Pinbon đến gặp Franklin, người điều hành ở đây, đưa ra lời tuyên chiến. Dù gì cũng là người mới, Franklin đưa ra mức bồi thường 1 gấp 5. Nghĩa là nếu Bôn thua thì Pinbon sẽ tổn thất nặng nề. Franklin lập tức phái thuộc hạ ra. Kết quả hắn ta vừa ra trận liền bị Bôn đạp lao xuống đất. Tất cả người ở trường đấu đều kinh ngạc, còn Pinbon thì vui mừng vì kiếm được một khoản lớn. Ở bên này, James đang xử lý một tên da trắng. Đây cũng là nghề phụ của hắn ta. Lúc không có việc làm thì nhận việc giúp mấy tên nhà giàu xử lý mấy thằng nhóc. Về đến nhà, đàn em cho James xem Vi. Bôn đánh gục đối thủ. Vi này khiến James chú ý đến Bôn. Hôm nay, Pinbon tiếp tục dẫn Bôn đi thi đấu thì gặp phải một tên đầu chọc. Pinbon vui vẻ tiến đến, nói muốn cùng đàn em mạnh nhất của đối phương thi đấu. Tên đầu chọc đồng ý. Kết quả đàn em mạnh nhất của hắn ta lên sàn được 2 giây đã thua cuộc. Pinbon vô cùng vui mừng, thuận miệng nói muốn 1 đánh 2. Không ngờ tên đầu chọc thật sự cử hai người ra. Bôn nói nếu như vậy thì tiền cược cũng phải tăng lên. Hai tên kia lên cũng không phải đối thủ của Bôn. 30 giây là giải quyết xong. Tên đầu chọc tức tối cử 4 người cùng ra. Bôn tay lên tay xuống, 4 người kia liền ngã xuống. Đánh xong, Bôn tính toán lại, tiền cược đã tăng gấp 4, từ 5.000 đô lên thành 20.000 đô rồi. Tên đầu chọc muốn lật lọng, liền cho toàn bộ người của mình ra. Bôn không hề lo lắng, giải quyết hết từng người một. Tên đầu chọc hết cách rồi, bị Bôn lấy hết tiền đi. Kể từ đó, Bôn trở thành một đối thủ nặng ký, đánh đầu thắng đó. Hơn nữa, anh ta tập thái cực quyền, uyển chuyển mềm mại, trong như có cương, khiến đối thủ hoa mắt, càng đánh càng không lại anh ta. Mấy tên đó chỉ có thể cố gắng đỡ được mấy chiêu. Cứ như vậy, Bôn có được cơ hội đấu với Hammerman. Eddie muốn Hammerman hưng phấn hơn một chút, liền tiêm cho hắn ta một mũi. Nhưng dù có như vậy, hắn ta vẫn không phải đối thủ của Bôn. Tuy cơ thể to lớn như động tác không linh hoạt, động tác mạnh như hổ, nhưng lại không đánh trúng một phát nào, còn bị Bôn đá cho một phát. Cuối cùng hắn bị Bôn đá đến ngất đi. Gia mê lần này thảm rồi. Cho dù là chủ sĩ ở đây, nhưng hắn vẫn phải đưa cho Pinbon đủ số tiền. Sau đó, James mời Bôn đến nhà của mình, muốn dẫn danh ta đi đánh giải quốc tế. Đây không phải thi đấu linh tinh, giải đấu này có liên quan đến giới thượng lưu. Nếu tuyển thủ không có 5 triệu đô thì không có tư cách tham gia. Vì thế giải thưởng cũng rất lớn. Nếu Bôn có thể tham gia thi đấu, còn có cơ hội đánh với Price. Price vô cùng lợi hại, từng đánh chết 4 người trên sàn đấu. Nếu đánh thắng được hắn ta thì quãng đời còn lại xem như sống khỏe re. James nói chuyện một lúc lâu, nhưng Bôn không có phản ứng gì, chỉ nói bản thân sẽ suy nghĩ thử. James vì muốn thuyết phục Bôn tham gia thi đấu, thậm chí còn tặng bạn gái Angela của mình cho Bôn. Sau khi hai người vào phòng, Bôn liền rút một tấm ảnh ra. Người trong tấm hình chính là chồng của Angela, Gianni, cũng là bạn tù của Bôn. Chuyện phải kể từ mấy năm trước. Năm đó James nhìn chúng Angela, liền tính kế tiễn chồng Angela là Gianni vào tù, sau đó chiếm lấy cô. Bôn cũng quen được Gianni từ trong nhà giam, hai người thường xuyên nói chuyện. Sau đó, James quyết định xuống tay, sắp xếp để JC giết chết Gianni. Trước khi chết, Gianni đã nhờ Bôn hãy chăm sóc cho vợ anh ta. Có nghĩa là Bôn đến đây để bảo vệ Angela. Đồng thời Bôn cũng tìm ra đứa con đã mất của cô. Angela vô cùng vui mừng. Lúc hai người ra khỏi phòng, khắp mắt đều là sự hạnh phúc. James nhìn thấy cảnh này, liền nói Bôn có thể đem Angela đi. Bôn liền đưa Angela đến trại cai nghiện, nói chỉ cần cai nghiện xong thì sẽ cho cô gặp con trai.
Cùng lúc đó, James cầm theo 5 triệu đô, đến gặp nhà tổ chức giải quốc tế, Consortium, thương lượng với hắn ta. Sắp xếp cho Bond và Price đánh với nhau một trận, James đã từng giúp hắn ta xử lý nhiều tên gây rối, cho nên Consortium chỉ còn cách đồng ý. James vui vẻ đến tìm Bond, nói anh ta hãy chuẩn bị tốt, không ngờ Bond lại nói sẽ không tham gia thi đấu. James tức giận lôi Tamara chủ phòng trọ đến, nhưng hắn vẫn chưa vội xuống tay. Sau đó, Bond liền bảo Tamara dẫn theo con cái đến khách sạn để trốn trước. Bên này, James đã phải thuộc hạ đến bắn ping pong và Angela để ép Bond tham gia trận đấu. Hammer hùng dẫn người đến quán rượu bắt được ping pong. May mắn mà Bond đến kịp thời, sau khi bắn ra một phát súng, liền giết sạch những tên đánh úp. Bên này, Teddy cũng dẫn theo vài người đến trại cai nghiện. Lúc tưởng như Angela chuẩn bị bắt, ping pong liền giơ hai khẩu súng ra. Bond cũng xuất hiện ở phía sau. Hai người phối hợp với nhau xử lý hết mấy tên này. Xong chuyện, Bond gọi điện cho James, nói rằng mục tiêu tiếp theo chính là anh. James vô cùng tức giận, trực tiếp dụ Bond đến biệt thự của Consortium, thông báo Consortium tổ chức trận đấu sớm. Sau khi Bond đến, mới nhận ra mình đã mắc bẫy. Xung quanh anh là mấy người giới thượng lưu, có bảo vệ đứng xung quanh. James nói, nếu mày không đánh, thì bạn bè mày sẽ chết hết. Bond nhắc đến Gianni với hắn ta, hai người cãi nhau. Lúc này, Price xuất hiện, anh ta vô cùng tự tin, mặc vest đến võ đài. Bond không muốn đánh cũng phải đánh. Price thực chất cũng có chút võ công, đánh mấy quyền vẫn không ngã xuống. Tiếp sau đó, Price liền làm mấy động tác khiêu khích, Bond bị khiêu khích lập tức ra tay mạnh mẽ. Price không làm gì được, bị đánh đến thoát mồ hôi, đứng lên lại bị đánh, đứng lên lại bị đánh ngã xuống, cuối cùng bị tóm lấy. Lúc này, Bond đập tay xuống đất nhận thua. Price có chút mơ màng, rõ ràng Bond cố tình khiến hắn ta mất mặt. James cũng rất tức giận, liền cầm kiếm bước lên võ đài. Mấy tên nhà giàu sợ hãi chạy đi hết. Consortium cũng cho thuộc hạ vứt cho Bond một thanh kiếm. Bond vung kiếm rất điệu nghệ, nhưng sau đó anh ta vứt kiếm ra chỉ để lại vỏ kiếm. Nếu không làm vậy, thì trong một phút có lẽ James đã chết mấy lần rồi. Giống như Price, đứng lên lại bị đánh ngã xuống, đứng lên lại ngã xuống. Cuối cùng Bond đánh chán rồi, liền chặt đứt tay của hắn. Cảnh sát đuổi đến, Bond lập tức chạy đi. James uy hiếp Consortium, tao bị bắt mày cũng đừng mong chạy được. Consortium lạnh lùng nói, cứ chờ xem. Một thời gian sau, Angela Kai được nghiệm, tìm thấy con trai ở nhà Tamara. Hóa ra Bond sớm đã biết con trai cô ở đây. Cuối cùng Bond tạm biệt mọi người, rời khỏi nơi này. James ở trong tù, bị JC gây rối, bị đè ra đất đánh. Bộ phim này ra mắt năm 2009, có một nam chủ, các cảnh đấu đá đều rất đặc sắc. Không ngờ thái cực lại phổ biến như vậy. Vì đến đây là kết thúc, chúng ta gặp lại sau.